Thưa quý vị, thông qua nguồn tin tố giác của quần chúng nhân dân và quá trình quản lý nghiệp vụ, sáng ngày 24 tháng 9, tại khu vực khóm 8, phường 5, đội cảnh sát kinh tế công an thành phố Cà Mau đã kiểm tra một xe ô tô tải, qua đó phát hiện số lượng lớn thuốc lá nhập lậu. Theo đó, tiến hành kiểm tra xe tải biển kiểm soát 51D55800, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện 2.400 bao thuốc lá nhập lậu mang nhãn hiệu Jet. Qua làm việc, hai đối tượng Đỗ Ngọc Vinh sinh năm 1970 ngụ khóm 3 phường 9 và Huỳnh Ngọc Hiền sinh năm 1971 ngụ tỉnh Trà Vinh khai nhận đã mua số thuốc lá trên, sau đó dùng ô tô tải trở về Cà Mau để bán lại. Khám xét nơi ở của Vinh và Hiền tại khóm 8, phường 5 thu giữ thêm 2.900 bao thuốc lá nhập lậu. Tiếp tục khai thác mở rộng vụ việc, đội cảnh sát kinh tế đã tiến hành kiểm tra và thu giữ tại một cơ sở bán hàng tạp hóa tại khu vực khóm 1, phường 1, thành phố Cà Mau, 1.892 bao thuốc lá với nhiều loại khác nhau. Ngoài Đỗ Ngọc Vinh và Huỳnh Ngọc Hiền, còn có hai đối tượng khác cũng bị tạm giữ để tiếp tục điều tra.